Bạn muốn kinh doanh váy đầm thời trang? Bạn đang tìm nguồn hàng uy tín, chất lượng, giá xỉ hợp lý? Hãy đến ngay shop khởi nghiệp, sửa may bỏ xỉ váy đầm, quần áo nữ rẻ đẹp nhì Việt Nam. Trên 3.000 khách buôn xỉ hài lòng. Vui lòng truy cập website shopkhoinhiep.com hoặc liên hệ hotline 097-220-9844 để xem mẫu mới cập nhật mỗi ngày. Hành trình đi tìm tôi là ai của nữ tỷ phú từng bị vùi lấp bởi ánh hào quang từ gia đình. Khi Kylie Jenner tuyên bố, ước mơ của tôi là có mặt trên bảng xếp hạng Forbes, cô đã phải nhận không ít cái cười khẩy từ mọi người. Thế nhưng, giấc mơ hoang đường ấy lại trở thành hiện thực chỉ sau vỏn vẹn 3 năm. Khi chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians lên sóng cách đây một thập kỷ, không ai biết bé gái 9 tuổi có nụ cười rạng rỡ và mái tóc đen dài là ai. Cô thậm chí còn chẳng có một khung hình riêng, luôn phải đứng chung với chị gái. Người ta chỉ biết, đó là cô em nhà Kardashian. 12 năm sau, khi Mark Zuckerberg bị Kylie Jenner đánh bại, người ta ngỡ ngàng khi chứng kiến cô bé 9 tuổi mờ nhạt năm xưa đã được Forbes vinh danh. Cô trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới chỉ với công ty mỹ phẩm mới thành lập được 3 năm của mình. Trong mắt mọi người, Kylie Jenner là cô tiểu thư hạnh phúc, sở hữu những thứ ai cũng thèm muốn. Gia đình, tiền tài và quan trọng nhất, danh vọng. Cha cô, Bruce Jenner, nhà vô địch 10 môn phối hợp tại Thế vận hội Olympics. Mẹ cô là Kris Jenner, vợ cũ của Robert Kardashian, luật sư danh tiếng xuất hiện trong phiên tòa thế kỷ của ngôi sao bóng rổ O.J. Simpson. Sự chú ý càng đổ dồn vào gia đình này khi chị gái Kim Kardashian của cô lộ clip nhạy cảm vào năm 2007. Cô và gia đình đã có được nhiều điều mà bất kỳ ai hoạt động trong ngành giải trí đều thèm khát, được giới truyền thông săn đón. Thế nhưng, ở trong chăn mới biết chăn có giận. Sống trong ánh hào quang của gia đình, Kylie phải chịu một áp lực vô hình. Đáng buồn thay, áp lực này lại đến từ những người thân yêu nhất của cô. Suốt 10 năm trời, cô chỉ giữ vai phụ trong chương trình về chính gia đình mình, bị lu mờ bởi một chữ thậm chí còn không có trong tên, Kardashian. Kylie Jenner chỉ tồn tại dưới hình ảnh em gái Kim, em gái Kendall, chứ chưa bao giờ được gọi bằng cái tên cúng cơm. Hoang mang không biết mình là ai, cô liên tục thay đổi kiểu tóc, từ đầu bốp nhuộm xanh lá đến tóc dài ép thẳng đen tuyền như một lời kêu cứu đầy tuyệt vọng nhằm khẳng định cái tôi. Bản thân Kylie vốn không phải là người ham danh tiếng. Khác với Kim hay Kendall, luôn thoải mái với ống kính máy quay, Kylie lại khao khát sự bình thường. Tôi đã nổi tiếng từ khi sinh ra, tôi muốn thử sống mà không có nó. Nhưng là người nhà Kardashian, việc đó gần như bất khả thi. Chị gái Kim sở hữu ứng dụng game di động riêng, anh trai Rob kinh doanh tất bán khá chạy, còn Kendall cũng tiếng tăm nhất định trong làng mẫu thế giới. Tất cả chỉ khiến Kylie thêm ngộp thở trong cái bóng khổng lồ của gia đình. Chưa dừng lại ở đó, Kylie còn phải đối mặt với nỗi ám ảnh về ngoại hình. Ngay từ khi 10 tuổi, cô đã luôn so sánh bản thân với các thành viên nổi tiếng và xinh đẹp khác trong gia đình. Tại sao môi mình lại không đầy đặn như các chị? Sự tự ti này luôn đeo bám Kylie mọi lúc mọi nơi, kể cả khi cô đã nổi tiếng. Bị dư luận chỉ trích vì không có gương mặt sắc sảo và đôi môi quyến rũ đặc trưng của nhà Kardashian, cô đã đi đến một quyết định táo bạo năm 16 tuổi, bơm môi. Ban đầu, đôi môi dày cộp nhờ phẫu thuật thẩm mỹ của Kylie bị nhiều kẻ tàn nhẫn so sánh với miệng cóc, nhưng cũng chính nó là chiếc chìa khóa mở ra trang mới trong cuộc đời cô. Chiến binh không chịu bị vùi lấp trong sự bất an. Sinh ra dưới chòm sao sư tử, Kylie Jenner có trái tim của một chiến binh quả cảm, không chịu bị vùi lấp bởi ánh hào quang gia đình, kiên trì và vững tin với những gì mình đã chọn, cô đã thành công. Dần dần, đôi môi cô, từng bị chê là bản sao xấu xí của Kim, đã được mọi người công nhận và coi là nét quyến rũ gợi cảm, châm ngòi cho cơn sốt mới phủ sóng toàn cầu mang tên Kylie Jenner Challenge. Ai ai cũng đua theo bắt chước đôi môi tều chứ danh của Kylie, khiến cho tên tuổi cô trở thành một thương hiệu đắt giá. Từ đây, Kylie đã hoàn toàn lĩnh hội được rằng, chỉ khi dám đương đầu và đạp lên nỗi sợ hãi của bản thân, cô mới tìm lại được chính mình. Với đam mê làm đẹp từ bé, lại thêm sự nhanh nhạy với thị trường, Kylie ngay lập tức biết các cô gái trẻ muốn gì. Tôi hiểu được tầm ảnh hưởng của mình đối với mọi người, những thứ tôi làm, từ kiểu tóc cho đến phong cách trang điểm đều trở thành những xu hướng lớn. Dốc toàn bộ 250.000 USD kiếm được từ công việc người mẫu làm vốn, cô tung ra bộ sưu tập 3 màu son với số lượng 15.000 thỏi. Chỉ trong vòng 60 giây, sản phẩm Kylie Lip Kit của cô tung ra đã cháy hàng, điều mà chính Kylie còn không dám mơ tới. Thừa thắng xông lên, cô em út nhà Kardashian thành lập hãng mỹ phẩm Kylie Cosmetics vào năm 2016. Với chiến lược kinh doanh vô cùng khôn ngoan, cô sử dụng các nền tảng thương mại điện tử như Shopify thay vì bán các cửa hàng hay hệ thống siêu thị như bình thường.
Kylie thuê công ty ở ngoài thực hiện các công đoạn như sản xuất và đóng gói, chi phí kinh doanh của cô giảm đi đáng kể. Tận dụng ưu thế nổi tiếng với 110 triệu người theo dõi trên Instagram và Snapchat, những fan trung thành luôn sẵn sàng ủng hộ cô. Chiến thuật PR của cô vô cùng đơn giản, chỉ cần một tấm ảnh chia sẻ phong cách trang điểm thường ngày của mình là đủ để Kylie tẩu tán sản phẩm trong vòng một nốt nhạc. Dần dần, Kylie mở rộng và kinh doanh thêm nhiều sản phẩm khác như phấn mắt, phấn má, bút đánh khối, cọ trang điểm. Với tốc độ phát triển như hiện nay, nhiều chuyên gia dự đoán cô hoàn toàn có thể cạnh tranh được với các ông lớn trong ngành mỹ phẩm thế giới. Bobbi Brown phải mất 25 năm để cán mốc 1 tỷ USD. Lancôme chật vật suốt 80 năm mới chạm tới con số đó. Trong khi đó, Kylie Jenner chỉ mất 3 năm ngắn ngủi để phù phép biến Kylie Cosmetics từ dự án trên mạng thành công ty trị giá gần 900 triệu USD. Dù có ghét bỏ Kylie đến mức nào, không ai có thể phủ nhận được tâm huyết và đam mê cô dành cho hãng mỹ phẩm của mình. Cô đã biến những chướng ngại, khó khăn trong cuộc sống thành cơ hội vàng để kinh doanh. Kylie Jenner giờ đã rất khác xưa. Ngày bé, Kylie từng bộc bạch, nếu có thể làm mọi thứ mà mình muốn, tôi muốn có một dòng sản phẩm trang điểm thành công. Cuối cùng, giấc mơ ngày nào của cô gái bị coi là mờ nhạt nhất gia đình Kardashian, Jenner cũng đã trở thành hiện thực. Cô bứt phá trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 21. Giờ đây, người ta biết đến Kylie Jenner như một doanh nhân, một tỷ phú, người dẫn đầu xu hướng và chuyên gia trang điểm. Số tài sản của cô cũng đã bỏ xa những thành viên khác của gia đình, kể cả Kim, lột bỏ cái mác cô em gái bé nhỏ nhà Kardashian. Cô chính thức chấm dứt chuỗi ngày tồn tại dưới cái bóng nặng nề của anh chị em mình. Những thứ mà người ta nghĩ là ưu điểm mà Kylie sở hữu thật ra lại là nhược điểm cản trở thành công của cô. Có những thứ tưởng chừng là khó khăn, cuối cùng lại thành bệ phóng để Kylie tìm thấy chỗ đứng trong đời. Ngậm thìa vàng không có nghĩa là cuộc đời Kylie sẽ luôn trôi chảy như mọi người vẫn tưởng. Bị bức tường danh vọng sừng sững của gia đình che mờ, nếu không vươn lên, cô sẽ chỉ mãi sống dưới cái bóng của người khác. Có đủ bản lĩnh và sự tự tin vào bản thân để hóa nguy thành an, biết dùng đam mê và biến nhược điểm thành vũ khí lợi hại nhất, cô không chỉ thoát ra mà còn vượt qua được chính những cái bóng bấy lâu vẫn che mờ mình. Có nhiều người cho rằng thật nực cười khi gọi Kylie bằng hai tiếng tự thân bởi những gì cô cần để khởi nghiệp đều được hỗ trợ từ danh tiếng vốn có của gia đình. Tại một quốc gia như Mỹ, nơi những giá trị con người như tự thân và độc lập được đề cao hoặc thậm chí là tôn sùng, dù Kylie có cố gắng đến đâu thì vẫn là chưa đủ. Và như Kylie vẫn nói, những kẻ không biết gì về bạn lại là những kẻ đánh giá bạn nhiều nhất. Cô sẽ còn cả một chặng đường dài để chứng tỏ bản thân trước những hoài nghi, định kiến đã ăn sâu trong tiềm thức nhiều người. Kylie Jenner giờ đã rất khác xưa, không chịu làm nhân vật phụ mờ nhạt, chìm trong cái bóng của gia đình. Cô trở thành một phiên bản mới, một phiên bản của riêng cô, tự tin hơn, gai góc hơn và đủ bình tĩnh hơn. Mặc cho bố rìu dư luận, Kylie vẫn lặng lẽ điều hành, sản xuất và quảng bá cho dòng mỹ phẩm tỷ USD của mình. Người phụ nữ trẻ này luôn tâm niệm một triết lý duy nhất. Hãy cứ là chính mình, nếu họ không chấp nhận điều đó, thật đáng tiếc cho họ. Thay vì chỉ tuyên bố không như người ta hay làm, Kylie Jenner đã, đang và sẽ nỗ lực ngày qua ngày dùng hành động để khẳng định quyết tâm lâu dài của mình. Mọi người không nghiêm túc coi tôi là một nữ doanh nhân chỉ vì tuổi tác và danh tiếng. Tôi muốn chứng minh rằng họ đã sai. Từ Ngọc Hà theo trí thức trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Nghe những câu chuyện, học những bài học vô giá từ các doanh nhân nổi tiếng thế giới qua tủ sách doanh nhân. Mua sách siêu khuyến mãi tại link shorten.asia trong comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này.